cái Việt Nam Airlines này là nó bay đi Mỹ á, không mà tại vì hôm qua em cũng book cái Boeing lớn, nhưng mà nó không phải cái này, nó chỉ là cái khoang mà khoang lớn mà mình hay đi Sài Gòn Hà Nội anh. Còn này là khoang nó gọi là khoang 4 sao á, đi xuống sào nó sushi nó lại đổ nữa, nhìn nó lại đổi ghế hết ngáo nhào chơi kỳ dễ sợ. Kỳ thiệt. Mà nó cho Quỳnh ngồi thuốc trên là cái sốt, tại vì nó nói là Quỳnh là anh có phải thấy biết mà. Dạ. Là nó hơi đen đen nhẹ nhẹ, chứ đừng có chửi lũi, chửi lũi chính tông. Anh với Diễm, thấy là anh là tại dạng cơ địa nó không nhiều. Hello. Dạ. Hello cả nhà. Hello. Hello. Đi camera nữa. Hello cả. Thế hả? Dạ, các bạn. Lâu quá. Anh ra Hà Nội nha. Có ai nữa không? Ủa, Trang mới đi tìm anh mà. À, chắc là vậy tới tầng 3 rồi. Dạ. Tại vậy, nói... vậy thì mình vô qua đây ngồi nè. Đúng không? Đúng rồi. Bye anh, qua đây luôn nè. Ngồi xa xôi đó. Ngon chưa được không? Giờ đủ sức thi đấu chưa? Dạ rồi. Sao nào rồi? Sao nào? Sao hai đẻ chú nè. Trong món này tất cả món nào con thích nhất? Dạ con thích nhất món đậu phụ. Thích cái gà luộc. Con thích gà luộc. Rào, cá hồi ngon này. Chú là thà, chú là thích cà phở móng tôm. Đúng rồi, món này truyền thống. Truyền thống. Dân giả. Dân giả. Dân giả rồi, giả. Dân giả. Dân giả. Dân giả. Món ăn dân giả. Dạ gì? Khớp hoặc khớp mười. Rồi ngoài ra thì còn có Đông Dương Restaurant. Soda này. Coca này. Cảm ơn nhà hàng Đông Dương đã cho một bữa ăn là ngon tinh xoài. Cảm ơn chú Hiệp. No đến mức là còn tận miếng một dĩa gà không ăn nổi. Sẽ gói về. Nhưng mà sẽ gói về, không buông tha được tại vì quá ngon, quá đậm đà. Sẽ gói về. Mọi người cùng đón xem tối nay Trần Sang sẽ có ly khúc nghèo. Em có cái chương trình live show mà nó không để ly khúc nghèo nữa là biết sao mà bên Mỹ anh biết nhiều người thì live show ly khúc nghèo. Ra chỉ hát về đó thôi. Tịnh định mình Quỳnh Trường Vũ. Đúng rồi, cái bài này á hát về gì? Đây là con là thấy con là thứ nước suối thôi. Là không phải đâu. Đồ đó. Tự nhiên bị sao mình định với Trường Vũ là nó dễ nó thấp tại vì cái nó hát chua chứ lúc mình lấy cái nó làm mà khối âm là hát gỗ vô đôi trang nó gì mở nha áo thở hết bên rồi để sáng nhớ tôi sinh ra rề đó nó đô là như này khi tôi sinh ra mà được thấy tình con qua bao nhiêu năm không có thay lớn lên luôn đi bên tôi gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi cơn tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao bóng tay nào nào lỡ mê lô gốc đành quên ước thề chào bà già. 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 Ch
nhà ta tiểu nhung Trường Sa. Dạ xin chào anh Ngô Minh, hello anh. Rồi tên em đi. Đẹp trai, ủa chị delay. Delay đâu đây? Cái đẹp trai mà. Được không thằng delay chứ? Chào mọi người. Đúng rồi. Dạ. Ủa hồn chưa? Bữa nay mọi người nhớ là Hà Nội coi đi ba, coi tụi mình hát nha. Vậy à, mới ra tới Hà Nội luôn. Bây giờ ai đang ở chưa? Cũng với bài nè. Ai? Ai có tình độ là Thiên Ngân đang dây dạng Trường Sang đâu? Phiền mọi người tiếp. Anh em tôi hơn nhau là gì? Anh em tôi hơn nhau là dây dạng nhau đó. Sao mà cứ mong xua đi người ngoài xin tạc vậy, đừng gặp vậy. Đó, vợ bốn đứa tôi ở chung nè, bất ngờ chứ bà già. Anh em ta mà cứ cặp cặp bắt cặp thôi mà. Mong xua đi nguyện thôi, đừng gặp gỡ. Tức là có mấy nam mấy nữ nhỉ? Mình có là 1, 2, 3, 4 nam. 4 nam. 4 nam, 4 nữ. 4 nam, 4 nữ. 3 nữ à? 3 nữ. 4. Một trang nữa. Tức là các bạn ra chỉ hát đơn ca thế thôi. Có song ca nữa hả? Có song ca này. Song ca là cuối cùng cái bài ending á. Là tụi em sẽ có một lần làm cái bài mà... 6, có 6 mic. Ba cặp. Từ 6 cái mi cô rồi. Ok, thế bây giờ như các bạn nam nữ có hát được không cả thì hát hai cái xua này. Còn đâu mà hai cái sennheiser thì cho Mạnh Quỳnh và một người nữa, hai người riêng phân phân mic cho nhá. Thì các bạn nam cứ cầm cái số 4, các bạn nữ cầm số 3. Rồi, chị nhớ nha. Nam 4, nữ 3 nha. Ông mà cao mà trong trái đất trên mặt đất bé bóng nó đồng nhiên chưa chết lùng lắm. Hơi dài dòng. Rớt vô hốt miếng thôi. Muốn cái Hà Nội mọi người cho đế dưới đất có miếng của Trần Sang rớt cho mọi người. Miếng gì? Cái miếng gì nghe. Chứ cái miếng ngài không có đây. Anh hai đang tập nhạc à. Dạ chưa, chú đang ngồi nghỉ ngơi. Có đang ký chữ ký. Anh Quỳnh đã kêu đồng bán bốn đứa mình. Trời nó suy tàn quá. Cái gì? Đây đây mọi cái gì kìa. Mình cười cười nó thấy em nghĩ cũng bán cho mình đó. Giờ con đang nói là thấy chú đang ngồi ký mà sao chú cười nham hiểm quá. Anh Nhi nói là chắc là chú muốn bán bốn đứa con. Không, mình lại mình cho mọi người xem. Chứ không lẽ giờ em mặc cái gì? Áo vậy. Ra đi. Ủa ai kêu mặc áo đâu? Tự nhiên livestream mà nói vậy.